Khán giả, hiện nay thì gần 90% số lượng người trưởng thành ở Việt Nam đã có tài khoản tại ngân hàng. Và hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng cũng đã xử lý bình quân là 830.000 tỷ Việt Nam đồng mỗi ngày. Và những con số này sẽ ngày càng lớn hơn do nhu cầu phát triển về kinh tế, xã hội. Nhưng cùng với đó cũng là nỗi lo về việc là bảo mật thông tin như thế nào khi các hành vi lừa đảo ngày càng tinh vi và phổ biến hơn. Bảo mật giao dịch trong ngân hàng là mục tiêu lớn mà ngành ngân hàng và các cơ quan liên quan đang nỗ lực thực hiện. Mà trong đó thì việc xác thực sinh trắc học khi mà chuyển tiền đang giúp truy vết, ngăn chặn dòng tiền lừa đảo, đồng thời bảo vệ tài khoản của khách hàng. Sau 3 ngày triển khai xác thực sinh trắc học, đã có 16,6 triệu tài khoản ngân hàng được định danh chính chủ. Trong khi lượng giao dịch trên 10 triệu đồng chỉ chiếm khoảng 8%. Nhiều người còn cài đặt chuyển ở mức tiền thấp hơn 10 triệu cũng cần xác thực sinh trắc học để đảm bảo an toàn cho tài khoản. Trước băn khoăn, liệu kẻ gian có thể dùng ảnh chụp hay video giả mạo khuôn mặt, deepfake để qua mặt ngân hàng khi chuyển tiền hay không? Các ngân hàng cho biết đã có các giải pháp xử lý. Ngoài nhìn thẳng, khách hàng còn phải quay trái quay phải. Đấy cũng là một cái yếu tố để chúng tôi cố tránh cái giả mạo về ảnh tĩnh. Chúng tôi sẽ tiếp tục cài đặt thêm cùng với nhà cung cấp cái giải pháp sinh trắc học. Thì chúng tôi sẽ cài đặt thêm những chức năng chống cái giả mạo deepfake. Theo Bộ Công an, có hàng trăm chiêu thức lừa đảo theo 4 nhóm chính như mạo danh cơ quan tổ chức uy tín, mời gọi đầu tư, chia sẻ lợi nhuận, quan hệ cá nhân tình cảm, mại dâm và cài mã độc. Việc xác thực sinh trắc học, định danh tài khoản giúp truy vết và ngăn chặn các dòng tiền vi phạm pháp luật như cờ bạc, rửa tiền, tài trợ khủng bố hay đặc biệt là dòng tiền lừa đảo. Có những nhóm tội phạm thì có quy mô rất là lớn, hàng trăm đối tượng và hoạt động gần như là một cái nghề để kiếm sống. Ngay từ ngày 1 tháng 7 thì cũng đã có những cái hiện tượng là có một số đối tượng liên hệ với các cái cá nhân ở Việt Nam để thông báo rằng là chúng tôi ở ngân hàng, chúng tôi hỗ trợ cái việc là cập nhật thông tin sinh trắc học để thực hiện cái giao dịch theo quyết định của ngân hàng nước. Khi một cái chính sách mới ra đời, ngay lập tức các đối tượng lợi dụng cái chính sách này để biến nó thành một cái phương thức để đi lừa đảo khách hàng. Hiện Cục Công nghệ Thông tin của Ngân hàng Nhà nước đang triển khai thí điểm hệ thống giám sát tài khoản thanh toán, hệ thống ví điện tử liên thông tất cả các ngân hàng, kết hợp với dữ liệu của Bộ Công an để đưa ra những cảnh báo từ sớm trước khi chuyển tiền. Các tổ chức tín dụng trung tâm thanh toán sẽ sử dụng các cái thông tin trên hệ thống đấy trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng để có thể là biết được là trong quá trình giao dịch thì các cái tài khoản thuộc diện nghi ngờ hay tạm gọi có thể tích xanh, tích vàng, tích đỏ để trong quá trình giao dịch để được đảm bảo an toàn. Theo Bộ Công an, việc xác thực sinh trắc học giúp bảo vệ người dân khi điện thoại bị tấn công mã độc, bị chiếm quyền điều khiển, thì kẻ gian cũng không đăng nhập được tài khoản ngân hàng vì có yêu cầu xác thực sinh trắc học. Như vậy, khách hàng sẽ được bảo vệ thêm một lớp, hạn chế trường hợp lừa đảo, chiếm đoạt tài khoản.